Quay xe, quay xe. Bốc đầu coi, bốc đầu coi. Bốc đầu lên coi. Bốc đầu, bốc đầu. Đi chạy xe phải bốc đầu lên mới được. Bốc đầu. Hôm qua em trai mình đâu vậy ta? Hôm qua hả? Ừ. Qua nhà chứ đâu? Ủa? Nói em đi hôm qua hả? Hôm qua hả? Qua chắc lúc chưa về. Ờ, chắc chưa về. Này muốn gì trời? Ở Nữ Hoàng à. Ờ, lấy mấy trái dưa leo đi. Dưa leo đi ha. Ờ. Mấy ký gì ha? Ờ. Ký 15 ngàn. Dưa leo ngon quá rồi. Hỏi sao nay bật cái cốc đó không nói gì cho vậy? Thì để cho người người bán hàng nói chứ. Cho cô bác rồi chứ. Đâu đặt coi nghe ngay thì sao? Đó, mở cái loa lên coi, coi nghe tao món gì mới được chứ. Bán hết mấy món rồi. Nay bán ít à? Cà chua, dưa leo, măng, bắp cải, đậu que, ổi, rau muống đây. Cà chua, dưa leo, măng, bắp cải, đậu que, ổi, rau muống đây. Cái giọng của ai hả? Của bà chị. Giọng của mình đâu mà không thu vô mà đưa giọng của người khác thu. Giọng của mình nghe gà quá đi. Gà phải giọng phải thu vô chứ. Ăn ổi gì? Ổi Nữ Hoàng, ổi không hạt con 15 ngàn ký à. Ký ổi luôn ăn. Thấy không? Đưa cho ký là ngon lắm rồi. Hết tiền rồi. Hết tiền còn rồi. Hết tiền. Anh bán thiếu mà lo gì anh em không? Anh với em mà tiền bạc gì bữa nào có là đưa chứ có gì đừng hết tiền mà tiền để cho xe muốn nặng muốn nhõng đầu cho mà hết tiền cái gì. Chở cháy bự chứ ạ. À? Ừ, chân giòn thôi. Không có thích bự. Em mà không mà sao có giọng đó. Kia giống giọng này quá vậy? Giọng kia mới đi ngang qua kìa. Bà kia người Bắc mà người Nam mà nói tiếng gì đâu. Đừng nói là có cái giọng đọc chuyên đọc thú âm cái này nha. Là rồi, nhiêu? Ơi, em mua 2 món. Nhiêu tiền? Rồi 30 tiền em. Đây. Không nói gì, không nghe gì chứ. Không nói gì, review vậy hả? Không nghe rõ. Ai nghe, bố ai nghe nữa. Rồi, cảm ơn em mình. Rồi. Cảm ơn cô bác nha. Rồi. Mình về mà chưa có vợ mà ăn uống như vậy rồi. Trời ơi, về cái thai cái yên mới là coi. Không về chưa có tiền các bác ơi. Thai cái yên mới coi. Hello. Xích vô kìa, xe nó chạy kìa. Vừa vừa thôi, đừng mực mự quá. Hư gì đâu mà hư. Hư gì xa. Một măng này ngon lắm, em mới lấy chứ còn cái nhỏ vừa cái đống. 35 ngàn bạc ăn được cái này lộn không có hao. Có 20 ngàn ký mà 1 ký chia 8. Rồi, cầm đi mấy rồi đó, thối tiền đi kìa. Có em 15, 50, 100. Rồi, cảm ơn anh đi. Rồi, ship vô. Trời sao nhìn sao ship. Ở đây thôi đưa đi cái bịch rồi đó. Rồi. Tới luôn bắt tài. Tới luôn. Rồi nhớ đăng ký kênh cho em mà nha. Anh có coi không á? Em quay anh quá chừng luôn có coi không á? Coi trời. Bà chứ chung có bữa nào nhớ coi nó nhớ. Về quảng bá cho em coi. Quảng cáo là toàn bộ Hóc Môn. Ngoại thành đúng không? Kênh ngoại thành. Không. Phong cách lạ. Phong cách lạ không? Rồi, phong cách lạ nha không? Ừ. Giờ trai ngoại thành là dĩ vãng rồi. Đúng rồi, hai cái luôn.
đạp nè. Trời ơi. Tưởng đạp không nổ luôn chứ. Trời ơi. Hello ông chủ. Sao bắp cải măng cây cải bí đỏ đu đủ đây. Rồi. Nay có bán đu đủ vải. Giải bán sao? Giải 30.000 ký cho em, giải bao ngon, hột nhỏ giải theo. Ta bán 20.000 5 ký gì? 2 ký 50 mà. 30.000 cái giải theo. Trời chùm bự dữ à? Trời chùm luôn. Có nhiêu đâu, ký mấy 2 ký. Bự quá. Rồi lấy bớt ra. Đây, chùm nhỏ nè. Chùm nó bự hơn nữa luôn. Cũng xem. 60.000 ký với tư. Ê 7 70.000 đi, 70.000 ký tư. Ấy để chụp cái tấm hình cho nó. Vải. Tính đi mua vải 50.000 2 kg đó, giờ 30. Này giải ra không, giải mà 50.000. Không, cái vải kia nó trái nó trái nó khác hơn. Hột bự. Để thử một trái nha. Ăn đi. Thử một trái coi nó có hột nhỏ hơn không. Nhỏ à, giải đúng thường. Này 700.000 chắc hơn 70.000. Thiếu ổng cho thiếu, ổng là đại gia. Mua đồ. Nhiêu? 700 chắc hơn 70. Rồi. Thôi cảm giác cũng chua chua, không ngọt lắm ta. Đồ mùa vậy là ngon lắm rồi chứ anh ta. Không nhìn. Tại sao mà phải giục? Cái kỷ niệm á. Mua gì mua tiền gì mai trả, bữa nào trả, trời ơi, tưởng đâu ai lạ. Đây là người ổng là chủ nợ, ổng là chủ nợ của sớm này nhiều lắm, dữ lắm. Đó. Chụp ha. Thôi, còn nhà có đóng. Hay là có giải rụng nè. Đu đủ. Đu đủ gục vàng nè. Ăn bao ngon măng đi. Măng đi. Ăn một măng. Ăn 2 kg. 40 2 kg. 40 tiệm kêu là 90. Trời ơi, bữa nào gặp cương trả. Mua người này mua người kia trả sao được. Mấy gặp mà chín gần quán rồi bán mấy cái bầu. Để bán hàng chơi. Lấy tiền bầu để trả tiền. Lấy bầu. Đúng rồi, lấy tiền bầu trả tiền măng. Lấy tiền bầu và trả tiền măng. Con Nhật nhà đâu có tốn tiền đồ ăn gì đâu. Tới hồi này bệnh bây giờ cái lọc một măng cũng khó khăn. Yếu à? Yếu cái tay nó yếu em. Yếu ta biến mà. Hả? Ta biến hả? Ừ. Tới cái biến giờ sao không? Em nghe nói anh giờ anh mua đậu bắp vàng đi, nó khỏe lên. Đậu bắp á. Tôi có chắc nhờ trong cái tay hả? Không, đậu bắp là nó tăng bản lĩnh lên. Chết yếu. Nghĩ một năm đang bán gì vậy phải nghĩ ra. Chết rồi, không có tiền rồi. Tiền thiếu. Phải trả đây. Cái gì thiếu. Sao cái mấy hôm nay ăn giải này nó không được ngọt bằng cái giải kia ta. Cái giải ngộ mọi người, giải 30.000 mà ăn không ngọt bằng giải 25.000 mọi người nhé. Giải 25.000 đó. Nói có ổn chữ à. Không chữ hả? Đây coi đi siêu xe mà thiếu. Coi đi siêu xe. Mới đi được như trai vậy. Rồi trả tiền đây. 16.3 ăn gì đâu, ăn cái đủ luôn ha. Thôi đủ, nó này thèm rải à. Tính đi mua 2 kg vải đó trong đây nè. 2 kg vải. Ờ mà ta mua 2 kg vải thì có 50 rồi, này là mua 2 kg mấy ta 70 là làm bị dự định là ăn 50 thôi, giờ là ăn 70.
hai cái đồ dữ, hai cái sáng, cái đồ dữ em còn than ghê nữa. Tại ta dự định là ăn có 50 thôi, mà giờ giờ tăng lên 20 nữa là quá cái... Nó hà tiện quá các bác. Quá cái số tiền đi mua, hiểu không? Dự định đi mua 50 ngàn thôi. Mà giờ về ổng là mà mua tới 70 lần nè mọi người. Mày hà tiện quá mọi người ơi. Chưa vợ chưa con mà nó hà tiện quá đi. Thời buổi khó khăn mà trời ơi. Dự định ăn 2 kg nó 50 thôi, giờ ăn 2 kg tới 70 luôn. 2 kg rưỡi rồi bác. 2 kg rưỡi 70. Rồi bye bye. Rồi chào em, cảm ơn anh nha.